rồi, tôi chịu đựng hết nổi rồi. Tôi không muốn sống với một con rùa xấu xí như bà nữa. Cái gì? Ngày xưa ông thề thốt là yêu tôi suốt đời, nên tôi mới bỏ đồng loại rùa của mình để theo một con thuần luồng như ông. Rồi bây giờ chúng ta có con, ông bỏ đi, ai nuôi nó? Bà không nuôi được thì tôi nuôi. Đi theo cha nào, cha sẽ kiếm mẹ kế cho con. À, cha mẹ ơi, đừng có cãi nhau nữa. Ngày nào cha mẹ cũng lớn tiếng hết, con sợ lắm. Hay như trước đây đi, gia đình ba người chúng ta luôn yêu thương lẫn nhau. Ông thấy chưa, con của mình nó còn hiểu chuyện hơn đó. Còn ông, cái thứ già đầu mà thua đứa con nít, đã vậy vừa nghèo vừa thúi mà còn mê gái đẹp nữa chứ. Mày cầm mồm đi. Bà nói cái gì? Bà chê tôi thậm tệ như thế thì người khác sẽ còn tôi. Tôi đi đây. Không, không. Cha ơi, đừng đi mà. Thôi, con đừng níu kéo kẻ phụ bạc đó làm gì. Được rồi, hôm nay mẹ mệt quá, con một mình hay đi kiếm thức ăn về đây, sau đó mẹ nấu cơm, hai mẹ con mình cùng ăn. Mẹ ơi, mẹ bị bệnh rồi, sao hồi đó giờ con không thấy? Không sao đâu con, mẹ chỉ bị bệnh vặt thôi, con mau đi kiếm thức ăn đi. Chào các bạn, tôi hôm nay là một con rùa con nhưng lại lai thuần luồng. Trước đây lúc tôi mới nở, cha mẹ tôi luôn yêu thương lẫn nhau, gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây, cha tôi đi kiếm thức ăn thì phát hiện một đám thuần luồng cái vô cùng xinh đẹp, sexy, ngực bự mông to. Thế là ông ấy dần dần thay đổi và cuối cùng bỏ mẹ con tôi như thế này đây. Kể từ ngày cha tôi đi, tôi cũng được vài tuổi và tôi bắt đầu đi kiếm thức ăn thay cha của mình. Nhưng về phía mẹ của tôi, bà ấy càng ngày càng bệnh nặng, ho càng ngày càng nhiều. Con trai, nghe mẹ dặn nè, sau này mẹ mà còn không sống được nữa, con hãy đi thẳng về hướng Bắc, về hướng loài rùa đó, con hãy đến đó sinh sống nha. Mẹ ơi, càng ngày mẹ càng nặng thêm đó, để con đi kiếm thuốc cho mẹ. Không cần đâu, mẹ buồn ngủ quá, mẹ muốn ngủ. Không, mẹ ơi, đừng chết mà. Và rồi, tôi từ một đứa trẻ hạnh phúc, bây giờ biến thành một đứa mồ côi, không cha, cũng không mẹ. Bây giờ tôi phải sống sao đây? À đúng rồi, trước khi mẹ tôi chết, mẹ tôi bảo hãy quay về thế giới loài rùa của bà ấy ở hướng Bắc. Nơi đó có rất nhiều đồng loại rùa thân thiện, tốt bụng, chắc chắn sẽ không xa lánh tôi mà còn giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Tôi cũng cấp tốc lên đường, đi ngày đi đêm, nhưng với tốc độ rất chậm nên quãng đường còn rất là xa. Nhưng tôi quyết tâm phải tới đó cho bằng được. Đau quá, có ai không, làm ơn cứu tôi đi, tôi không muốn chết đâu, tôi còn một bầy con nhỏ ở nhà nữa. Một lũ rắn đang tấn công một con gấu có con à. Khốn kiếp, một tránh xa loài gấu ra. Mẹ kiếp, cái thứ gì kỳ lạ thế này, dám xen vô chuyện bọn tao à, giết nó luôn đi anh em. Đau quá, con gấu kia, ông chạy đi. Không, tôi không bỏ mặc anh nhân đâu, lũ rắn chết tiệt, ta lừa mạng với các ngươi. Mình còn sống. Thứ ánh sáng lúc nãy là gì? Sao khiến đầu mình choáng quá? Lũ rắn chết hết rồi. Anh bạn gấu. Khó chịu quá. Sao người mình khó chịu thế này? Cơ thể của mình. Trời đất ơi, sao nó trở nên quái dị thế này? Wow, nước ở đâu vậy? Trong người của mình bắn ra. Thật không ngờ, mình
mình có thể tạo ra nước như thế. Hay quá, hay quá. Không lẽ là thứ ánh sáng hồi nãy đã làm cho mình có thứ năng lượng này? Được rồi, vậy thì mình sẽ tự tin trên con đường tìm về quê hương rùa rồi. Tôi lại tiếp tục cấp tốc lên đường, lại đi rất nhiều ngày và trải qua vô vàn chướng ngại vật. Những con quỷ cây bắt đầu ù ra muốn ăn thịt tôi, nhưng may mắn tôi có được sức mạnh từ nước, điều khiển nước để tấn công bọn chúng, giết chết bọn chúng một cách dễ dàng và vượt qua được khu vực tăm tối này. Đi mãi, cuối cùng phía trước của tôi cũng thấy được những con rùa khổng lồ. Hay lắm, hay lắm. Vậy là tôi quay về quê hương của mẹ mình rồi. Chắc chắn ở đó sẽ có rất nhiều em rùa cái xinh đẹp. Tôi nhất định phải lấy 2-3 em làm vợ mới được. Rùa ở đây bị gì thế này? Khốn kiếp, lũ quỷ cây, chính các ngươi gây ra chuyện này à? Không, không, tôi khó khăn lắm mới tìm tới đây đó. Đau quá, đau quá. Có một con rùa còn sống. Hay quá, hay quá. Này, này, rốt cuộc mọi người bị chuyện gì vậy? Người là ai? Sao chọc quái gì thế? Tôi có mẹ là rùa, cha là thuồng luôn. Mau nói cho tôi biết đi, chuyện gì xảy ra với loài rùa? Mà tại sao chỉ còn vài con bị chết ở đây? Là lũ rồng Hydra. Bọn chúng đã bắt rất nhiều thành viên rùa của chúng tôi để cho chúa tể bọn chúng tẩm bộ. Chúng tôi đã chiến đấu nhưng bọn chúng rất mạnh. Khốn kiếp, giờ thì bọn chúng đang ở đâu? Tôi phải băm thay xé thịt bọn chúng ra. Ở trong khu rừng phía trước kìa. Người đánh không lại với bọn chúng đâu. Mặc kệ lời khuyên ngăn, tôi quyết tâm phải giết chết lũ rồng Hydra để cứu những con rùa còn sót lại. Hy vọng sức mạnh kỳ lạ kia trong cơ thể tôi sẽ giúp tôi đánh bại bọn chúng. Là lũ rồng Hydra kia. Cái thứ quái quỷ gì đây? Một cút cho khác, nơi này không phải là nơi đứng ngươi vào. Ta đến đây để trừng phạt lũ rồng Hydra khốn kiếp như các ngươi. Chết đi! To gan và bắt loài rùa của ta để làm thuốc bổ à? Không chỉ có một con mà là một bầy. Ngon quá, ngon quá. Tránh ra, cái thịt con rùa này là của ta. Thủ lĩnh đã cho ta rồi. Trả ra. Càng tiến sâu vào trong rừng, tôi bắt gặp rất nhiều con rồng Hydra năm đầu. Bọn chúng đang cắn xé những con rùa đồng loại của mẹ tôi, làm cho tôi càng thêm căm phẫn. Lúc này tôi không sợ hãi gì cả. Một mình tôi nhảy vào chính giữa và cắn xé lũ rồng Hydra này. Thật bất ngờ, càng chiến đấu thì cái khả năng điều khiển nước và tạo ra nước trong cơ thể của tôi càng ngày càng mạnh. Ngươi có sức mạnh từ nước à? Không thể nào, không thể nào. Không lẽ ngươi là tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng van xin tha mạng của lũ rồng Hydra. Nhưng tôi mặc kệ, tôi đi tới đâu thì tàn sát xó sổ lũ rồng Hydra tới đó. Và cứ như thế, tôi cũng đã vượt qua được bọn chúng, tiến thẳng vào trong trung tâm khu rừng. Ôi trời đất ơi, lúc này một cảnh tượng khiến tôi không thể nào kìm được nước mắt. Không, không. Sao loài rùa của chúng tôi luôn sống tốt mà lại bị đối xử như thế này? Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi thế này? Wow, không lẽ là thứ năng lượng ánh sáng mà lúc đầu đã nhập vào cơ thể của tôi khai triển cho tôi một sức mạnh khủng khiếp hơn? Hay lắm. Vậy thì tôi sẽ tìm tên chúa tể của loài rồng Hydra, giết chết hắn để báo thù cho loài rùa. Ngon quá, thật rùa đúng là hảo hạng. Cái thứ gì đây? Đồ chết tiệt, ta sẽ giết ngươi. Một con rùa quái gì khổng lồ à? Ba chiếc đuôi. Ngươi là tam vĩ
Ta là gì? Mặc kệ ta. Ngươi to gan, dám sai thuộc hạ bắt lời rùa để ngươi tẩm bộ. Hôm nay ta sẽ báo thù cho họ, tiêu diệt cái thứ bẩn thỉu như ngươi. Dừng lại đi tam quỷ. Ta không biết đây là đồng loại của ngươi. Hãy bỏ qua cho ta. Chúng ta sẽ kết hợp với nhau, sau đó đi tiêu diệt những quỷ thú khác, lấy năng lượng của bọn chúng. Sau đó chúng ta sẽ làm bá chủ thế giới này. Chịu không? Chịu không? Ngươi đừng có mơ. Ta không bao giờ kết hợp với kẻ đã làm hại đồng loại ta đâu. Ngươi nãy giờ nói quá nhiều rồi đó. Đến lúc ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, để ngươi phải chịu tội trước đồng loại rùa của ta. Bè kìm, ta mời ngươi mà ngươi dám từ chối à? Vậy được, hãy xem phân thân của ta sẽ xác ngươi như thế nào đây. Chết đi. Nhanh kì, nhanh kì, con quái vật thất quỷ đã bị giết chết rồi. Hả? Sao lại xuất hiện thêm một con ta quỷ nữa? Đừng làm hại chúng tôi, đừng làm hại chúng tôi. Hả? Hay quá, hay quá. Không còn nhiều rùa cái còn sống. Tôi cũng là rùa đi. Đừng hoảng sợ. Tôi đến đây để bảo vệ mọi người đó. Được rồi, mọi người hãy theo chân tôi. Tôi sẽ đưa mọi người về quê hương của chúng ta.